chào, tôi là Trương Minh Đức. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn kỹ thuật đỡ bóng bằng ngực đơn giản và hiệu quả. Bước 1. Dang chân rộng bằng vai để giữ thăng bằng. Bước 2. Ngả người ra sau một chút, giữ tay mở rộng sang hai bên, giữ vai thẳng hướng bóng đến. Bước 3. Chọn điểm rơi của bóng vào giữa ngực, ngay dưới xương đòn và đỡ bóng hãm sung để bóng không bật ra xa. Chú ý, bóng chạm ngực có thể nảy lên hoặc dính ở ngực sau đó rớt xuống, tùy vào góc độ tiếp bóng. Nếu bóng bay không đúng vào vị trí của bạn thì di chuyển lên, trên hoặc lùi lại, sang trái hoặc sang phải để nhận bóng. Chúc các bạn tập luyện thật tốt và tôi là Trương Minh Đức.